Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Cho video này thì giới thiệu với các bạn một số cái phôi mai rừng Phú Yên mới về ha các bạn. Ngày hôm nay là ngày 26 tháng 4 2023 và chúng ta có 4 phôi tất cả các bạn ơi. Đầu tiên là một cái phôi có hoành là 43 ha. B26.1 hoành 43. Chiều cao là nó từ cổ đế lên là nó 55. Hoành 43. Cây này nó có một cái vết hằn của thời gian ha các bạn. Vết hằn của thời gian. Còn lại thì tất cả đều sạch sẽ. Trễ thì có một số chỗ nó bị trầy ha. Về anh em ủ xương cái cho nó gắn mô mình chồng. Mấy chỗ đó mình em ủ lại dễ ra rễ nha. P26.1 F26.1 hoành 43, chiều cao 55, 400 nghìn ha các bạn. Anh em nào yêu thì liên hệ nha. Giá đã bao gồm phí vận chuyển rồi nha các bạn nha. Coi nhìn cũng khá là hay ha. Hoành 43. Tiếp theo thì mình đến với phôi số 2. Một phôi có hoành là 35, chiều cao là 44, cây một cốt hai thân ha. Nhìn nó khá là lực các bạn, lắc léo ha. Hoành 4 hoành 35 nhưng mà nhìn nó khá là bọm luôn, khá là to ha. Phôi này giao lưu anh em mình với giá là 400 ngàn bao gồm phí vận chuyển ha. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn. Cây nó có cái độ lắc lượng, cái độ già nâu nó ha. Hoành là 35, chiều cao từ cổ đế lên là 44, 400 nghìn bao gồm phí vận chuyển ha. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn. Mai rừng Phú Yên ha, hàng mới về nóng hỏi. Anh em nào yêu thì liên hệ nha. Trễ thì cũng có một số chỗ nó hơi trầy trầy ha. Tại anh em thoa keo liền xẹo vô cái mình ngâm kết rễ nó kéo mô kia là ngon lành các bạn. Mình lấy mình trồng. Tiếp theo thì mình đến với phôi số 3. Phôi có hoành là 38 ha, hoành cổ đế là 38. Cây cũng khá là đẹp ha. Hoành 38. Chạy xương xương. Chạy xương xương các bạn. Cũng không có gì gọi là quá quá lắm ha. Hoành 38. Chiều cao từ cổ đế lên là nó 50. Phôi này thì giao lưu anh em mình với giá là 350 nghìn ha. 350 nghìn. Cây này anh em cắt ngắn lên cho đòn chút xíu nữa thì nhìn cây nó lực hơn. Hoành 35, hoành 38, chiều cao 50. 350 nghìn nha các bạn. Mai rừng Phú Yên ha. Anh em nào yêu thì liên hệ nha. Cây này anh em cắt lên từ cổ đế lên tầm khoảng 20 25 cm là được rồi. Để dài nhìn nó hiu, nó không hay. Cây nó không lực không. Mai rừng Phú Yên ha các bạn. Tiếp theo thì mình đến với phôi cuối cùng các bạn. Mã F26.4. Một phôi có hoành cổ đế là 32. Chiều cao từ cổ đế lên là nó 48 ha. Phôi này thì rễ cũng khá là nhiều nè anh em ơi. Rễ cũng khá nhiều ha. Hoành 32, chiều cao 48. Phôi này cũng vậy, về anh em cắt lùng lùng lại cây nó lực hơn. Phôi này giao lưu anh em mình với giá là 300 ngàn bao gồm phí vận chuyển ha. Anh em nào yêu thì liên hệ. Chiều cao thì anh em đo lên tầm khoảng 20 25 cm anh em cắt là vừa rồi. Cây này mình nuôi thấp thấp thôi. Cây nó liền cây, gom chậu nữa. Mai rừng Phú Yên nha các bạn. Ngày hôm nay thì mai rừng Phú Yên có 4 phôi tất cả các bạn ơi. Anh em nào yêu thì liên hệ ha. Số điện thoại liên hệ quen thuộc vẫn là 0867 098 446. Sắc vàng thân hạnh được phục vụ cô chú anh chị em yêu khi phôi gần xa ha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.